Wow, và xin chào tất cả mọi người, mình là KO đây. Hôm nay thì mọi người nhìn ở trên bàn, KO đang có một thùng Nong Shim. Bây giờ mình cùng khám phá bên trong Nong Shim này có những gì nhá. Wow, Nong Shim chứa đựng tấm lòng của người nông dân gửi tặng đến những người quý giá. Vậy ở đây người quý giá này chắc là mình rồi. Nè, cùng xem thử vậy. Wow, hóa ra ở bên trong hộp Nong Shim này chính là loại mì Shin Ramyun. Trong tiếng Hàn, Shin có nghĩa là cay. Đây chính là một loại mì không thể thiếu đối với những tín đồ ăn cay rất là ưa chuộng ở Hàn Quốc. Vậy thì bây giờ mình cùng nhau đón bạn. Mình cùng nhau đi nấu mì thôi. Để thưởng thức một tô mì Nong Shim hoành tráng thì bây giờ chúng ta cần phải có: thứ nhất, nồi nấu mì. Và để hôm nay KO sẽ ăn kèm với cả kim chi, nấm đùi gà, hành ba rô, ba chỉ bò. Và cái quan trọng nhất không thể thiếu đó chính là mì Shin Ramyun. À, còn chờ đợi gì nữa, bây giờ thì bỏ mì vô thôi mọi người. Để cho sợi mì này vừa dai và mềm theo đúng vị thì mình sẽ phải nấu trong vòng 4 phút 30 giây. Cùng chờ đợi nhé. Và bây giờ đã được 2 phút rồi thì tiếp theo mình sẽ bỏ gia vị vào để cho nó ngấm từng sợi mì nha mọi người. Ok, đây. Sau đó mình sẽ bỏ tiếp nấm đùi gà vào. Rồi, cùng chờ đợi thôi mọi người. Rồi, bây giờ thì đã được gần 4 phút. Tiếp theo mình sẽ bỏ bò ba chỉ, mỗi hành ba rô. Rồi, vậy là nồi mì Nong Shim của mình đã hoàn tất. Cùng chờ đợi để thưởng thức thế nào mọi người. A few moments later. Đã đúng 4 phút rưỡi rồi, bây giờ mình cùng thưởng thức nồi mì thôi. Ta-da. Rồi, bây giờ thì cùng thưởng thức mì Nong Shim với KO nha. Wow, đợi nãy giờ đói lắm rồi mọi người ạ. Còn nóng lắm. Đúng là khi mà nấu theo đúng cái công thức đó thì bây giờ ăn cái sợi mì này vào, KO cảm thấy là sợi mì nó cực kỳ dai nhưng mà lại mềm. Lần đầu tiên mà ăn một cái loại sợi mì vậy luôn á mọi người. Ăn thử trong kia nữa. Đúng là kiểu mì của Hàn Quốc á. Cho nên là khi mà mì mà kết hợp với cả kim chi á, nó sẽ tạo cái độ chua một xíu. Và cái nước súp của mì thì nó lại cay. Rất là hợp với tín đồ ăn cay của mình. Mọi người phải nói là khi mà ăn một miếng mì vào á, mà hút một miếng nước vào á, rồi cảm giác nó đã lắm. Tao hớt mồ hôi luôn nè. Nóng nó cay mà mình rất là thích ăn cay nữa. Không biết là mọi người đã coi MV từ nhà Nong Shim chưa? Hôm qua thì KO vừa mới coi. Mà mình coi thì mình thấy ở trong đấy có một cái bài nhảy mà mình thấy cực kỳ dễ thương. Wow. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ nhảy lại cover lại bài đấy cho mọi người xem một cái nhá. Ok, cho xin nhạc nào. Ok. Yeah. À, đó thì đó là một cái bài mà mình thấy rất là dễ thương mà trong cái MV của nhà Nong Shim hôm qua mình xem. Thì nếu như mà bạn nào mà chưa xem thì hãy mau xem đi nhá. À, và các bạn hãy nhanh tay tham gia vào các mini game của Nong Shim để nhận được các phần quà hấp dẫn. Và bây giờ chắc là KO sẽ phải ăn hết cái nồi mì rồi. Mọi người cũng mau nhanh tay đi nấu mì Shin Ramyun giống như KO đi nha. Bye bye.
Gặp sau nhé.